Trung Quốc dọa sẵn sàng xúc tiến vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động khiêu khích trong khu vực. Tàu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 6 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, nếu Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích thách thức chủ quyền Trung Quốc trong khu vực, thì đây sẽ là cơ hội tốt cho Bắc Kinh công bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trung Quốc từng tuyên bố có thể sẽ lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, dù giới chức quân sự Mỹ khẳng định Hoa Kỳ sẽ không công nhận điều này. Trung Quốc nói là nước có chủ quyền, họ có quyền lập vùng nhận dạng phòng không tại đây. Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh nói rằng thời điểm công bố lập vùng ADIZ tùy vào mức độ các mối đe dọa trên không mà Bắc Kinh đối mặt. Năm 2013, Trung Quốc từng tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, khiến các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật, mạnh mẽ chỉ trích.